có tiền thì đừng đi du lịch Đà Nẵng nha các bác ơi. À? Em đã từng nghĩ như vậy cho đến khi được trải nghiệm một tour một ngày tại Đà Nẵng, và cụ thể là tại bán đảo Sơn Trà. Đủ combo mà chỉ hết có 700 cảnh thôi đấy. Xin xịn xò luôn nha các bác ơi. Ai mà cũng đến đây trải nghiệm thử thì để em giới thiệu cho các bác nha. Nice. Khoảng 8 rưỡi sáng là các bác xuất phát để bắt đầu trải nghiệm một ngày quẩy bánh nóc tại đảo Sơn Trà nha. Mình chuẩn bị luôn quần áo tắm mát mẻ cho em để lên tàu cao tốc tại bến du lịch Sơn Trà, Bãi Nam để tới tham quan các cảnh đẹp tại khu vực này nhá. Quá tuyệt vời. Ngồi trên tàu check in sống hoa sang chảnh đã đời rồi mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của bán đảo Sơn Trà. Từ ngoài biển nhìn được cánh rừng nguyên sinh, chiêm ngưỡng bãi bụt, bãi rác, nhìn được hang rơi, hang yến, mũi súng, mũi nhê, mê ly luôn. Tới khoảng 10 giờ thì mình chọn cho em bãi nghê hoặc là bãi u để tắm biển nhá. Ở đây thì các bác có thể chọn đi lặn ngắm san hô, câu cá hay là tham gia vào các hoạt động giải trí. Bác nào thích chiêu chiêu thì mình có thể vừa tắm vừa thưởng thức rượu vang và trái cây tươi, cảm giác cứ như là đi du lịch ở châu Âu luôn đấy các bác ạ. Đừng quên ham chơi mà quên không cho dạ dày chơi với nha. Bãi Nam thì có khá nhiều quán ăn ngon với hải sản tươi sạch nên là các bác cứ yên tâm nhé. Sau cái bụng rồi thì làm một vòng dạo quanh biển, tắm nắng cho đã cái nương rồi tranh thủ mua ít quà về cho gia đình bạn bè nhé các bác. Xong xuôi thì mình gọi xe tới đón về nhà luôn để kết thúc tour một ngày nhanh gọn nhẹ ở bán đảo Sơn Trà nha. Cả chuyến đi thì sẽ mất khoảng 700 cảnh thôi nên là em thấy quá chi là ưng. Bác nào cũng có một chiếc ví nhỏ xinh như em để có thể tham khảo xem sao nhé.